Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Gupy của mình. Hôm nay mình sẽ đi quay tổng hợp những cái dòng cá mà đang bán tại trại cá bể màu của mình nha. Nhưng mà mình đang, anh em thấy không, mình đang tách đẻ cho mấy con cá giống ở trại mình đây nè. Mấy con này đã đẻ rồi nha anh em. Wow, này là coi rết riết bông tê bê bướm nha. Các con nó đẻ bên đây nè. Đó, anh em thấy không? Những cái cá xịn thì mình sử dụng lồng đẻ cho nó đẻ nha anh em, để mà bảo toàn cái số lượng cá con. Bên đây cũng là một cái con coi rết riết bông. Con này nó mới lên được một tay anh em, một bên tay. Tê bơi rất là dài nha, và cái độ lên tê bơi của nó thì nó mới có nửa thôi. Còn bản tê bơi rất là dài luôn. Bên này cũng vậy. Bên này cũng có một con nè. Con này cái bụng nó chưa có căng lắm nha. Nhưng mà mình sẵn mình thấy nó múp thì mình tách ra luôn, chứ mình sợ nó nhiều con nó đẻ sớm anh em. Nó ăn lại thì rất là uổng. Đây, và đây là cái con máy HB Retro của mình. Anh em thấy cái chữa nó ghê không? Cái bụng nó thấy là sợ luôn ấy. Này vây đỏ nha anh em. Bộ này bộ vây đỏ. Vây này thì cũng tầm trung thôi, chứ cá này không phải là cá cao cấp. Con máy này máy tầm trung, bầu rất là to luôn. Và đây, cái con cá máy siêu phẩm của mình đây nè, anh em thấy không? Anh em biết đây là dòng gì không? Dòng Lutobus Beattail đó. Anh em hãy nhìn cái số lượng cá con nó đẻ nè. Một con cá máy giống rất là chất lượng luôn. Wow, đẻ rất là nhiều cá con nha anh em. Cái này cũng phải là 7-80 con ấy. Máy rất là to. Nó đẻ lứa thứ 3 nha, lứa này lứa thứ 3. Wow, bản đuôi nè. Nhìn rất là mê ly luôn anh em. Đây, và đây là cái siêu phẩm của mình. Đây là con máy HB Retro. Cái vây lưng nó như một cái búp súp lơ vậy anh em. Nhìn rất là đẹp. Có thể gọi là câu ly cũng được nha. Đây là mình bắt nó lên tay cho anh em xem nè. Bầu rất là to rồi. Con này là mình tính ngày rồi. Nó khoảng 2-3 ngày nữa là nó sẽ nổ nha. Mình tách ra. Tại vì hôm bữa nó đẻ ngày 28 tháng 1 thì mình có ghi lên trên cái hồ lại á. Những con cá xịn thì mình sẽ ghi cái ngày nó đẻ lại để mà mình chú ý đến nó hơn. Cứ khoảng 20-23 ngày sau thì nó sẽ đẻ lại. Giờ mình chỉ cần tách ra đây cho nó yên tĩnh ha. Khi nào mà thấy nó lờ đờ nó nấp á, thì mình sẽ thả nó vô trong cái lồng như thế này. Nó đẻ và cái con nó sẽ chui ra ngoài. Cái này do nó quá đông luôn anh em. Mình tách qua cái thùng kem này nó hơi chặt so với con máy này. Tại vì nó mang cái bụng bầu to, mà nó đẻ một cái thôi là cá con nè, nó ngạt ở bên ngoài hết. Nên là bắt buộc phải có một số con nó chui ngược vô đây. Nhưng mà cái mẹ nó cũng không thèm ăn ha. Tại vì mình có cho nó ăn trùng chỉ anh em, nó ăn no thì nó sẽ không có ăn cá con. Giờ mình sẽ tách cá mẹ này ra nha. Rồi sau đó mình sẽ đi quay tổng hợp những cái dòng cá bể màu đẹp ở trại mình cho anh em xem những dòng. Rồi chúng ta đến với dòng cá đầu tiên nha anh em. Đây chính là dòng Lutobus BDS Beattail. Cá này được 2,5 tháng rồi. Mình lựa ra cá giống, cái tiêu chí mà lựa cá giống của mình ở đây là cái góc đuôi của con cá nè, nó rất là to và tròn. Vây nó là vây BDS, cả trống lẫn mái đều như vậy nha anh em. Cả trống lẫn mái đều vây đuôi nó rất là đẹp. Cá này mình đang bán với giá là 500.000 một cặp. Và khi mà anh em mua một trống hai mái thì sẽ có giá là 700.000. Cá này nó hơi tơ nên là mình bán với giá 500 nha. Chứ mấy bữa thì mình sẽ bán nó với giá là 600.000 một cặp. Cá rất là sung luôn. Rồi cái dòng thứ hai đó chính là cái dòng full red BDS, cái dòng mà không bao giờ có thể thiếu bên trại mình được. Vây đuôi rất là to luôn nha anh em. Mấy con cá này mình bắt lên cái số nó hơi nhát, nó không chịu tung tăng như cái tụi Lutobus kia. Nhưng mà anh em hãy chú ý vây trống này nè. Vây nó vây rất là to, rất là căng. Đuôi nó cũng rất là đều. Mấy con cá này là cái nhìn nó rất là cân xứng nha. Cá này mình đang bán với giá là 500.000 một cặp. Tụi này cũng là size 2,5 tháng luôn. Này anh em nhìn mấy con máy nè. Cái bảng màu nó đã lắm. Bảng màu đỏ huyết nha. Những cái dòng cá mà cao cấp, những dòng cá xịn á, là body nè, vây đuôi nè, màu nó đều chuẩn hết. Đó, những con trống. Anh em thấy con trống này đẹp không? Lên cây xô nó nhát quá, nó không có bơi thoải mái được.
giờ mình sẽ quay cho anh em xem cái loại full red BDS 300.000 nha. 300.000 thì size nó sẽ tơ hơn một chút. Tụi này là nó gần được 2,5 tháng nha. Vây đuôi cũng rất là căng nè. Đó, cái này làm giống cũng vô tư nha anh em. Cái loại mà 500 thì nó chỉ còn vài cặp thôi, còn cái loại 300 này thì nó còn khá là nhiều. Bản màu cũng rất là ok luôn. Anh em thấy không? Nay mấy con máy bên mình vây nó lên đẹp lắm. Ngoài trống nữa nè, anh em nhìn body nó. Khi anh em mua cá tơ về anh em thuần thì nó sẽ dễ hơn là khi chúng ta mua con cá mà nó bung hết vây đuôi rồi nha. Cá tơ nó sẽ thích nghi tốt hơn. Rồi, giờ mình sẽ quay cho anh em xem cái loại full red BDS 150k một cặp ở bên mình. Loại 150k này thì vây đuôi nó cũng rất là to, nhưng mà cái mình không thích ở trên nó là cái bảng màu của nó anh em, nó không có được đỏ huyết như những cái loại 300 và 500, nên mình bán với giá là 150.000 một cặp. Và khi anh em mua 5 cặp thì mình sẽ làm vô một cái combo là 5 cặp sẽ là 500.000 nha. Đó, vây đuôi cũng rất là to nè, anh thấy không? Wow, anh em nhìn trống này nè, đã không? Cái này là mình vớt solo ấy, chứ dưới hồ cái loại mà 150k một cặp nè, có những con vây rất là to, rất là khủng luôn. Rồi, chúng ta đến với cái dòng cá thứ ba, đó chính là dòng rồng đỏ BDS Hackmon. Cá này cá giống bên mình nha anh em. Anh em nhìn con cá là anh em thấy chất lượng nó rồi. Vây đuôi nè, căng tròn, body lực lưỡng, và cái tia, cái hoa văn của nó rất là đều, rất là đẹp luôn. Anh em thấy không? Đó, những trống nè, nhìn rất là đã anh em. Cá này cũng là 2,5 tháng nha. Chuyến này mình lên cá nó đều đều sai nhau hết. Và cái cá này mình đang bán với giá là 500.000 một cặp. Rất là đẹp luôn anh em, cá tuyển giống. Nhìn là vây nó dựng như chào cờ luôn anh em à. Mái đuôi đề móc nha, vây BDS hết. Cá này về là nó còn bung dữ nữa nha anh em. Khi anh em mua cái size này là về thùng nước sẽ rất là dễ, rất là khỏe luôn. Rồi, đây là cái dòng rồng đỏ BDS Hackmon. Cá này mình đang bán với giá là 100.000 một cặp để cho anh em về ngắm. Cá này thì cái size của nó lớn hơn cá khi nãy một chút xíu nha anh em. Vây đuôi cũng rất là to, rất là căng nè. Anh em thấy vây nó giận đã không? Đuôi nè, đuôi Hackmon 100.000 một cặp nha anh em. Loại đây mình đang sale đây, 100.000 một cặp. Tụi này là gần 3 tháng nha anh em. Rồi, đến với dòng cá thứ tư, đó chính là dòng cá Koi Red Ribbon Gainer tay bự bướm bên mình, bản màu đỏ huyết, rất là đậm luôn. Cá này mới gần 3 tháng thôi. Cái bộ này thì tỷ lệ lên tay bơi khá là cao anh em. Anh em mua cái khúc tơ này về anh em nuôi lên thì may mắn thì sẽ gặp được những con cá nó lên tay bơi nha. Đó, tại vì cái cá này quá nhiều rồi nên là giờ mình bán đây chứ mình không có lựa đâu. Mình không có lựa sẵn, mình đưa cho anh em những con cá dạt. Đây là những con cá mà mình chưa lựa luôn. Nguyên một bầy cá nó lên á thì mình sẽ vớt mình đưa cho anh em. Cá này mình đang bán với giá là 100.000 một cặp nha anh em. Fin nè, anh em thấy cái cọng fin nó đã không? Rồi, đến với dòng cá thứ 5 thì đây là dòng cá Will Coi Sọt Si Thu. Vài cặp thôi anh em, lên được có vài cặp à. Cá này mình đang bán với giá là 35.000 một cặp nha anh em. Cho những anh em nào thích
sưu tầm những cái dòng độc lạ. Si thu có nghĩa là nhìn xuyên thấu bụng của nó. Tụi này sọt sọt nó nhìn rất là dễ thương nha. Con mắt nó đen thui à. Rồi dòng thứ 6 đó chính là dòng HB Way. Cái này cái học sinh thôi, mình đang bán với giá là 30.000 một cặp nha anh em. Đó, một màu trắng nhìn nó rất là tinh khiết luôn anh em. Nó trắng đen, nó nói chung con cá này nhìn vô nó có điểm nhấn đã lắm. Nhìn nó là thấy lịch sự đơn giản liền ha. Cá này cũng 2,5 tháng, mình đang bán với giá là 30.000 một cặp. Con trống nè. Rồi tiếp theo đây là dòng thứ 7. Dòng này là dòng full gold full vảy nha anh em. Cá này size cũng là 2,5 tháng. Sorry anh em vì cái đợt gold này mình lên sau Tết, chứ nếu mà lên trước Tết thì anh em có nhiều anh em hỏi ở trước Tết lắm, nhưng mà giờ mình mới lên được tại vì mà cái trước mình ghép nó hơi trẻ, giờ tụi cá con nó mới lên. Cá này mình đang bán với giá là 35.000 một cặp, cặp gen nha anh em. Còn cặp rip bông á thì giá nó sẽ là 80.000 một cặp nha, phun vảy. Mái phun vảy, còn trống là nó phun vảy phun tai rồi nha. Trống là lúc nào nó cũng phải phun tai hết. Phun tai phun vảy. Mái thì chúng ta chờ thêm thì nó sẽ lên nha. Rồi, đây là dòng thứ 8, dòng cá Dumbo tai bay to của mình, Dumbo red tail tai bay to. Cá này mình đang bán với giá là 35.000 một cặp nha anh em. Anh em nhìn mấy cái tay bơi rất là to nè. Cá size nó cũng chưa có lớn lắm, nhưng mà tay bơi nó rất là to, nó là Big Ear đấy. Cá này cũng 2,5 tháng luôn nha. 2,5 tháng. Tiếp theo, dòng thứ 9 hả? Đây là dòng coi đen sọt. Có mấy con super sọt luôn anh em, nhìn rất là dễ thương ha. Cá này mình đang bán với giá là 30.000 một cặp. Đây là những dòng cá học sinh thôi. Cá này thả hồ đất, thả hồ kính gì cũng đều đẹp hết nha anh em. Nó bơi nhìn rất là dễ thương luôn. Mấy dòng coi sọt này thì vây đuôi nó không có to nha. Người cái body nó nhìn nó dễ thương, nhìn nó cute. Rồi cái dòng cá này không phải là cá bảy màu, nhưng mà có nhiều anh em hay hỏi mình, nay mình quay top view cho anh em xem luôn. Đây là dòng muốn hỏa tiễn bên mình. Cá này mình đang bán với giá là 15.000 hai con. Đấy, cá này chơi được từ hồ đất lên tới hồ thủy sinh luôn nha anh em. Chơi hồ nào cũng được hết. Thả nhiều nhiều đông đông vô là nó bơi theo đàn anh em. Nhìn rất là đã luôn. Nhìn nó cái đuôi nó giống như ngọn đúc ha. Và có nhiều người thì tưởng tượng ra thấy nó giống cái hỏa tiễn. Đó, cái là muốn hỏa tiễn. Tay bơi nó cũng dài nè. Con nào mà có cái tia đuôi á, thì cái tay bơi nó cũng dài, giống như là cái rip bông tay bơi bướm bên cá bể màu của mình. Mình đã cập nhật hết những dòng cá mà đang bán tại trại cá bể màu của mình. Nếu anh em thấy thích dòng nào thì có thể là ủng hộ mình nha, để mình có thêm cái kinh phí phát triển tiếp tục cái đam mê của mình. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Anh em nhớ đăng ký kênh để mà theo dõi những video sau nha. Chào tạm biệt tất cả các anh em.